Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 10 tháng 3 năm 2020. Hôm nay mưa rất là to luôn á. Hiện tại mọi người đang thấy là phía sau của một xà lan. Đây là cái xà lan chở sắt. Bây giờ mình sẽ đi qua bên xà lan chở sắt, mình quay cho mọi người xem là xà lan chở sắt giao sắt như thế nào nha. Đây là cái kho chứa sắt. Sắt được cẩu lên bờ rồi được xe nâng nâng vào bãi. Đây là cái cẩu sắt nè. Cẩu này trên tút trên cao luôn á. Có dây đưa xuống nè. Anh này ở dưới ảnh lòn dây qua cái dòng sắt. Cuồng này 1 tấn không? Cuồng này 2 tấn luôn hả? 2 tấn sắt được cẩu lên rất là nhẹ nhàng luôn á. Đây. Cam đổi nó kết màu đỏ đỏ, anh đang bấm nút để điều khiển cái cẩu. Cẩu lên bờ xong rồi được xe nâng đi. Thế chừng nào cẩu hết xà lan thì thôi. Áo xanh là chủ xà lan, còn cái chị áo trắng là nhân viên của kho, chị đang kiểm hàng. Kho sắt lớn lắm luôn á mọi người. Đây là kho xi măng. Bây giờ ngưng nhập xi măng rồi cho nên đóng cửa kho lại rồi. Này xà lan của mình nè. Đang giao xi măng còn cụ lại mấy chục tấn mà cẩu bị hư rồi. Mới mới làm tiếp được. Mọi người ơi, hôm nay
mình gặp với xà lan đúng không anh? Xà lan này 550 tấn, mình sẽ quay phía trong cabin xà lan như thế nào cho mọi người xem nha. Xà lan này đóng năm 2006 cho nên trang trí rất là đẹp. Ở phía trong nè, ở bên đây, ở bên đây là có tủ, bên đây là bếp. Xà lan có phụ nữ đi là lúc nào cũng sạch gọn chưa. Đây là phía sau, chỗ phía sau rộng ghê luôn á. Ở phía sau này có cái dàn xề này rửa chén, phía sau cũng có cái xuồng. Bên đây là toilet. Bà có cái thùng nước đá quá trời bự luôn nè, đựng đi 8 cây nước đá lận. Đó. Thùng nước đá đựng 8 cây nước đá lận nha. Dùng để trữ đồ ăn. Ở trong này có cái phòng nhỏ nhỏ, cái phòng ngủ hoặc là đựng quần áo thôi. Ở bên đây là cái tủ thờ. Đây là cabin trước của xà lan. Bây giờ mình đi vô cabin trước mình xem trong có gì nha. Cũng giống như các xà lan khác, ở phía trước cabin là vô lăng. Bạn muốn điều khiển xà lan là phải nhờ cái vô lăng này nè. Cái này là cần gạt, cái này là số. Xà lan có hai số, số tới và số ga, còn cái này là để lên ga. Ở đây là các công tắc đèn báo hiệu. Bên hông của cabin sau sẽ có một cái cửa nhỏ dẫn xuống hầm máy. Đây là cầu thang dẫn xuống hầm máy. Đây. Đây là máy. Này bình, bình đèn và bình đề. Mình quay về xà lan chủ yếu là chia sẻ cho những bạn ở trên bờ, những bạn không biết về nghề xà lan như thế nào. Còn những anh chị em trong nghề á, biết rồi đừng có ném đá em nha. Nói con nhỏ này xong mà khùng quá, xà lan đi dập hoài mà cũng đi quay lên nữa. Nhưng mà những người ở trên bờ người ta không có biết xà lan ra sao, nên nó thích coi lắm. Đây là hình ảnh xà lan nhìn ở phía trên. Thật ra cấu trúc của tất cả các xà lan đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ là cái trang trí thôi. Xà lan đời mới thì sẽ cải tiến hơn, trang trí đẹp hơn xà lan đời cũ.
Nhưng mà về cấu hình cấu trúc thì nó cũng tương tự với nhau thôi. Em sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các anh chị vào các video tiếp theo. Mọi người hãy đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ em nha.